Những chú chó săn thừa cân có cách phản ứng rất khác với các nhiệm vụ liên quan đến đồ ăn so với những chú chó có cân nặng bình thường khác. Các nhà nghiên cứu đến từ Hungary đặt hai chiếc bát trước nhiều chú chó khác nhau. Một chiếc đựng đồ ngon, chiếc còn lại trống không hoặc chứa đồ ăn kém hấp dẫn hơn. Nghiên cứu cho thấy những chú chó cân nặng bình thường sẽ tiếp tục nghe lệnh, tìm thức ăn ở chiếc bát thứ hai. Ngược lại, những chú chó béo phì từ chối làm việc đó. Chúng tôi tưởng rằng những chú thừa cân cũng sẽ có suy nghĩ tích cực, tức là chúng cũng sẽ hy vọng chiếc bát thứ hai có chứa thức ăn và rằng dù bỏ bao nhiêu công sức đi nữa thì mục tiêu chính vẫn là kiếm đồ ăn. Tuy nhiên trong lần thử nghiệm này, chúng tôi thấy điều ngược lại. Những chú chó béo phì có nhận định bi quan và không có ý định tiếp tục tìm đồ ăn ở nơi khác. Những chú chó thừa cân sẽ cố gắng ăn càng nhiều chỗ thức ăn chất lượng cao càng tốt và không muốn tốn năng lượng nếu chúng thấy ít có khả năng tìm thấy được thứ đồ mà chúng thích. Nghiên cứu của các nhà khoa học Hungary cho thấy những chú chó thừa cân coi thức ăn như phần thưởng. Từ đó, chúng tôi có thể rút ra được kết luận tương tự đối với những người thừa cân. Việc coi thức ăn là phần thưởng, cũng như trạng thái tâm lý tiêu cực là nguyên nhân của việc béo phì. Các nhà nghiên cứu cho rằng, bởi vì chó có chung môi trường sống với con người, vậy nên chúng có thể giúp các nhà tâm lý học hiểu được nguyên nhân cũng như những tác động của béo phì lên trên con người. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Royal Society Open Science.